Nghệ sĩ ưu tú Đức Hoàn là một nghệ sĩ điện ảnh đa tài, một nhan sắc bất tử của màn bạc Việt Nam. Bà thành công trên cả hai cương vị diễn xuất lẫn đạo diễn. Những vai diễn của bà luôn để lại những dấu ấn vô cùng khó quên trong lòng công chúng. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hoàn là nữ đạo diễn diễn viên được xem là cây đại thụ trong làng điện ảnh Việt Nam. Dấu ấn bà để lại đối với bộ môn nghệ thuật thứ bảy là vô cùng sâu sắc. Nghệ sĩ Đức Hoàn không chỉ là nàng thơ với vẻ đẹp đúng chất minh tinh màn bạc, mà còn là một nữ cường nhân dám đương đầu với khó khăn, dấn thân vào con đường khó nhọc là làm phim. Nữ đạo diễn diễn viên nghệ sĩ ưu tú Đức Hoàn, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Đức Hoàn, bà sinh ngày 2 tháng 1 năm 1937 tại đất Thủ Đô. Giống như nhiều thiếu nữ thời đó, Đức Hoàn gia nhập đoàn quân giải phóng với một nguyện vọng duy nhất là chờ ngày đất nước thanh bình. Có thể nói sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Đức Hoàn thành công rực rỡ từ vai trò diễn viên đến đạo diễn phim. Bà là một trong những nữ đạo diễn quyền lực hiếm có của làng phim Việt Nam. Khi mới 12 tuổi, Đức Hoàn rời xa mái ấm gia đình để hòa theo dòng người gia nhập đoàn quân giải phóng. Bà được theo đại đội pháo binh với nhiệm vụ hậu cần và chăm sóc lực lượng tiền tuyến. Những ngày theo chân bộ đội chiến đấu mang lại cho Đức Hoàn những kinh nghiệm sống đáng quý. Từ những đúc kết này giúp Đức Hoàn có thể truyền tải cảm xúc bằng ánh mắt cực kỳ chân thực. Chính Phạm Trọng Quỳ, một đạo diễn nổi tiếng thời đó, là người phát hiện ra viên ngọc quý Đức Hoàn. Ông bị mê đắm bởi nhan sắc hơn người và đôi mắt long lanh như nước hồ thu ấy. Ông đã khuyên bà nên đi theo điện ảnh. Từ trong sâu thẳm, Phạm Trọng Quỳ tin rằng người con gái trẻ ấy chắc chắn sẽ thành công rực rỡ và tỏa sáng trên màn ảnh. Tố chất hơn người cùng tài năng thiên bẩm giúp nàng diễn viên Đức Hoàn ngày ấy trở thành học viên xuất sắc nhất khóa học của chuyên viên Liên Xô Vasiliev. Từ đó bà gia nhập hãng phim truyện Việt Nam. Chỉ với vai diễn đầu tiên là vợ của Tráng A Phủ, đóa hoa Đức Hoàn nở rộ và khoe sắc trên màn bạc Việt. Vai diễn xuất sắc tới mức được coi như Donny đóng giày cho chính bà. Nét diễn vô cùng chân thực sống động, bà hóa thân một cách xuất thần vào vai diễn cô gái miền núi trong trắng ngây thơ. Từ ánh mắt, khóe miệng, nụ cười đến cả những giọt nước mắt đều hoàn hảo vô khuyết. Người xem chẳng thể rời mắt khỏi hình ảnh của bà. Nhờ vào nàng mị mà Đức Hoàn có được giải thưởng bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần đầu tiên trong sự nghiệp. Hàng loạt những vai diễn sau đó như Hoan trong Đi bước nữa, vợ Đoàn trong Bình minh dẻo cao, Kiều Trinh trong Sao tháng 8, vợ bộ trưởng trong Thị trấn Yên Tình. Sau Bình minh trên dẻo cao được đánh giá cao, năm 1975, Đức Hoàn thành công với nhân vật phản diện Kiều Trinh trong Sao tháng 8. Lúc này mặc dù đã 39 tuổi nhưng bà vẫn giữ được vẻ đẹp như thời trẻ. Trong cuộc đời diễn viên của mình, mặc dù chỉ đóng 4 vai lớn nhưng đã giúp Đức Hoàn trở thành một trong những diễn viên tên tuổi của điện ảnh Việt Nam. Số lượng vai diễn không nhiều nhưng chất lượng lại tuyệt đỉnh, tạo nên tên tuổi của nữ diễn viên Đức Hoàn trên màn bạc. Vô số đạo diễn tìm đến bà trở thành lựa chọn hàng đầu, ngôi sao hạng A và là minh tinh điện ảnh kiêu sa lộng lẫy nhất. Năm 1967, Đức Hoàn bất ngờ lựa chọn nghề đạo diễn tại Đại học Quốc gia Moscow của Liên Xô. Từ những kinh nghiệm diễn xuất trên màn ảnh, Đức Hoàn đã tạo nên những tác phẩm đặc sắc trong sự nghiệp. Bà là một trong những đạo diễn danh giá nhất mà điện ảnh Việt Nam từng sản sinh ra. Bao trùm lên các tác phẩm của bà là tính nhân văn, tinh thần dân tộc sâu sắc. Bà hướng tới những câu chuyện nơi tiền tuyến, bà lấy kinh nghiệm thực tiễn của mình để khắc họa một thời gian khó ấy. Hơn nữa, bà còn dành sự đồng cảm cho những mảnh đời trái ngang của thế hệ phụ nữ Việt Nam, mang cái nhìn đầy thấu hiểu, chia sẻ cho những mất mát và nỗi đau trong lòng họ. Đức Hoàn thực sự là một người có tư duy làm phim lớn. Bà đứng ở khía cạnh của từng người, từng tầng lớp để dựng nên cuộc đời trên phim của họ. Mỗi bộ phim được dựng lên không chỉ mang tính giải trí mà còn thể hiện cái đẹp và truyền tải một thông điệp ý nghĩa hơn về đời. Nghệ sĩ nhân dân Trần Phương, người bạn thân thiết của Đức Hoàn nhớ lại, phong cách của Đức Hoàn là luôn tìm một điều gì thật nhất của cuộc đời để đưa vào nghệ thuật. Cách làm phim của bà luôn kỹ lưỡng chỉn chu. Đức Hoàn được đánh giá là đạo diễn kỹ tính từ việc chọn diễn viên cho tới nhạc sĩ. Sự chăn trở cẩn trọng của Đức Hoàn in đậm trong từng thước phim, hàn rõ sự chắc chắn về nghề nghiệp dù thẳm sâu vẫn đầy nữ tính. Đức Hoàn sống một cuộc đời trọn vẹn cho những khát khao cháy bỏng của mình. Nữ diễn viên, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Đức Hoàn tài năng của màn ảnh Việt ra đi vào năm 2003. Đó thực sự là một mất mát quá lớn đối với những người hâm mộ tài hoa của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn này.